Ngày thứ bảy sinh tồn trong sa mạc, tôi đã thoát khỏi sa mạc nhanh vờ lờ, nhưng lại vẫn bị người dẫn chương trình thái khôn liên cùng chế giễu. Lần sau tôi sẽ mời sư phụ của Dada đến. Tôi không tin là vẫn không thể thắng được người đô già. Còn tôi lúc này đang ngồi trên lạc đà trở về khách sạn. Không ngờ Dada lại đang chờ đợi tôi sẵn ở đây. Đô già, lần sau bạn định sẽ đi đâu để sinh tồn đấy? Sao thế? Anh vẫn muốn thi với tôi à? Cơn bão cát lần này không làm anh sợ sao? Sư phụ của tôi chuẩn bị thi với cậu. Cậu có dám thi không nào? Tôi cười nói, đương nhiên không có vấn đề gì. Nói rồi tôi lấy bản đồ ra và chọn nơi sinh tồn tiếp theo. Băng giá, đầm lầy, núi lửa hay vùng hoang dã. Lần này để các anh quyết định đi đâu đó. Vậy thì vùng đất hoang đi. Thua rồi, thì đừng có khóc à nha. Vậy thì cứ chờ mà xem nhé. Nửa tháng sau sẽ tập trung ở vùng hoang dã nước Cúc. Nói rồi Dada và sư phụ rời khỏi đây. Và tôi lúc này đã triệu hồi hệ thống. Sinh tồn trong sa mạc trong 7 ngày, tổng cộng đã tích được gần 500 triệu điểm. Vừa vặn có thể đổi được một tài năng. Vì vậy tôi đã duyệt qua tất cả các kỹ năng. Quyết định chọn tài năng nhận thức được nguy hiểm. Nhận thức nguy hiểm, tăng cường các cơ quan của thiếu chủ. Năng lực nhận thức về nguy hiểm. Không tệ không tệ, tài năng này rất phù hợp với vùng đất hoang của Úc. Nơi đó đầy rẫy những nguy hiểm. Có đủ các loại rắn độc, nhện và có cả cá sấu. Đổi nhận thức nguy hiểm chắc chắn là không sai. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua rồi, chúng tôi đến Úc như đã hẹn. Lần này tôi sẽ đến cao nguyên huyền bí Kimberley. Đầu tiên, chúng tôi đến đó và thuê một chiếc trực thăng. Sau đó tìm một thuật sĩ kinh nghiệm địa phương. Hướng dẫn viên nghe thấy chúng tôi đang muốn đi đến vùng đất huyền bí. Lập tức chấn kinh. Khách nhân, ta khuyên các người nên đừng đi nữa. Mới vào 10 ngày trước, có người trên đường cao tốc băng qua vùng đất huyền bí. Đã gặp phải một con báo biến thể. Kết quả rất thảm khốc. Tôi mỉm cười và nói, không sao, giờ bạn hãy đưa chúng tôi đến trung tâm vùng đất huyền bí. Vậy thì đừng trách tôi không nhắc nhở các bạn đó nha. Mau đi qua đây và lên trực thăng cùng tôi nào. 2 giờ sau, chúng tôi đến trung tâm vùng đất huyền bí. Tôi đã mở live sở chim trước và nói, hello xin chào các bạn, tôi đã đến địa điểm sinh tồn rồi đây. Tiếp theo, tôi sẽ nhảy dù xuống bên dưới, rơi vào vùng đất huyền bí. Chủ phòng hay lắm, mới khởi đầu đã có tiết mục nhảy dù rồi. Kích thích quá, chủ phòng mau bắt đầu đi. Rất nhanh, tôi đeo kính bảo hộ vào và bắt đầu nhảy xuống. Khoảng cách từ trực thăng đến đất liền là khoảng 3.600m. Khi xuống tốc độ ngày càng nhanh hơn, ở độ cao khoảng 900m, tôi đã mở dù ra, nhắm vào một đồng cỏ thưa thớt cây bụi và hạ cánh xuống đó. Khán giả liền sôi sục cả lên. Chủ phòng thế này ngầu quá đi. Yêu rồi, nhìn thế tôi cũng muốn trải nghiệm nhảy dù thử một lần. Sau khi tôi hạ cánh thành công, tôi cười một cái, rồi nói với khán giả của mình, lần này tôi sẽ đi bộ qua cao nguyên Kimberley huyền bí, và sẽ cho các bạn thấy làm sao sinh tồn trên vùng đất kỳ diệu này. Lần này tôi cũng chỉ mang theo 4 thứ, một con dao bỏ túi, một bình đun nước, một chiếc đồng hồ và một viên đá lửa. Lúc này Thái Khôn lại đi ra châm chọc, mọi người biết không, ở đây có khoảng hơn 120 loại rắn độc. Đô ra mang theo thứ này rồi, thì đừng để bị rắn cắn anh nha. Nhưng tôi không thèm để ý. Trong mắt tôi chúng cũng chỉ là pozotin mà thôi. Khán giả đều thích thú với lời này của tôi. Tôi sợ anh thật. Ai trên đời cũng sợ rắn. Còn Đô ra lại muốn ăn nó. Được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ xác định hướng đi trước. Bắt đầu tìm đường thôi. Chủ phòng vẫn dùng phương pháp phản chiếu để xác định hướng phải không? Không, lần này tôi có mang theo đồng hồ. Bây giờ tôi sẽ dạy các bạn một cách mới. Để xác định hướng, chúng ta đang ở Nam Bán Cầu. Nhắm đồng hồ vào mặt trời lúc 12 giờ. Hướng hợp giữa kim giờ và 12 giờ chính là phía Bắc, ngược lại là miền Nam. Chủ phòng nhiều kiến thức phải, hôm nay lại học được rồi. Người bên kia lại trong quá trình nhảy dù xuống mặt đất, bị mắc kẹt trên cây. Thái Khôn liền ngơ ngác, anh không phải là sư phụ của Dada sao? Sao và thế hả? Nhớ bấm like và đăng ký cho Gấu Mốc TV nhé. Bấm nút chuông thông báo để nhận video mới sớm nhất.